Thư mời của Hội Quảng Đà Dallas Forward, sự ra đi đột ngột của giáo sư Nguyễn Ngọc Bích vào ngày 2 tháng 3 2016 trên chuyến bay sang Manila tranh đấu cho chủ quyền biển đảo Việt Nam đã để lại nhiều bàng hoàng và tiếc thương trong lòng mọi người Việt Nam trong cũng như ngoài nước. Trong nỗi mất mát ấy, Hội Quảng Đà Dallas Forward xin được thực hiện chương trình Chiều tưởng nhớ giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, đặc biệt với sự hiện diện của luật sư Trịnh Hội về từ Manila, Philippines, cùng nữ giáo sư luật Dương Như Nguyện, cựu thẩm phán đến từ Houston, sẽ chia sẻ với chúng ta về cuộc đời và những đóng góp về văn hóa chính trị xã hội của giáo sư từ ngày đến đất Mỹ cho đến phút cuối cùng. Thân mời tất cả đồng bào, đồng hương, tất cả hội đoàn tại Dallas Forward tham dự để cùng ngưỡng mộ, chia tay với một người với địa điểm Trung tâm Sinh hoạt Người Việt Cao niên Việt Nam Dallas Garland, thời gian từ 11 giờ sáng đến 4 giờ chiều thứ Bảy ngày 2 tháng 4 năm 2016. Trân trọng kính mời, thay mặt Hội Quảng Đà Dallas Forward, bác sĩ Nguyễn Văn Hào.